Đói các bạn. Trong lúc đói có mỗi một bát mì là mì không người lái, mì xương nhưng mà ăn vẫn cứ là ngon. Puck dành cho anh chàng Toronto Tokyo sau cái lượt pick thứ ba. Đối phương thì cũng không ban đi nhiều con Hero Limit đâu. Có ban đi một con Mask như là Viper hoặc là Razor anh chàng này. Tuy nhiên Puck thì vẫn là một sự chọn sáng cửa. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Invoker. Như vậy thì lại là Luna Invoker dành về phía của team Liquid khi mà Sumail lại một lần nữa được trao niềm tin và sở hữu cho mình một con Invo. 5 trên 3 hero mà trận đấu trước bên phía Liquid họ sử dụng để chiến thắng EG thì đã xuất hiện rồi. Oracle, Luna, Invoke thiếu DK bởi vì đã bị ban và đang thiếu thêm cho mình đó là một con Chin nữa. Sẽ không thể nào mà đủ cả 5 con được khi mà DK bị ban rồi. 4 trên 5 thì sao? Cũng có thể mà. Team Liquid's turn to pick. SD lựa chọn hay để counter lại cái con Luna này. Úp chính Luna lại, sau đó lấy hai con bóng để có thể dồn đam ngược lại. Liquid thì cứ quen tay cái bài này thì cứ chơi đi. Bây giờ quan trọng nhất là có thể lách qua được cái khe cửa hẹp này. Và sau đó đến với cả vòng playoff thì ngày mai có một ngày nghỉ thì ngày mai cả team họp lại bàn bạc chiến thuật khác. Sau bây giờ thì cứ làm cái cách nào để thắng cái trận đấu này đã. Centaur phải có một sự thay thế dành cho DK và đó là Centaur dành cho Quava. Radiant team ban. Quyết định là sử dụng con bài Centaur thay thế cho một con DK ở vị trí offlane. Nhưng mà liệu với con bài Shadow Demon để counter Luna như thế này thì sẽ là như thế nào đây? Luna sắc 4 cũng là một sự lựa chọn hay đấy, người anh em phòng tôm Kuroki ạ. Khi nhìn thấy đối phương có SD, đã có counter cứng của Luna rồi, thì hoàn toàn có thể đẩy lại một con Luna về vị trí support số 4, đi cả Centaur. Sau đó là lựa chọn một con carry khác dành cho Mickey, sẽ là hợp lý hơn. Ten seconds remaining. Liquid sắp 5 của họ thì là Oracle rồi. Lượt cuối này có thể lựa chọn là sắp 4 hoặc là lựa chọn một con carry khác và đẩy Luna ra vị trí support số 4. Tùy xem là cái quyết định của bên phía team Liquid thì nó sẽ là như nào. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Đây, bọn tôi đã đảo xong rồi. Nhớ lại đúng cái thời ngày xưa đi chơi điện tử hồi cấp 3 đây các bạn. Đi chơi đêm ấy. Đói quá, làm nhanh bát mì để chơi điện tử tiếp. Giống thế luôn đấy.
Nào, Liquid đang suy nghĩ. Hơn một phút cơ, thoải mái. Tí anh tôi bắn Van Loden có sờ chim không á? Không, trận đầu sờ chim gì, chơi cả công ty ở công ty cho vui thôi. Đêm hôm rồi sờ chim cái gì? Enchan, dành bên phía của team Liquid. Bọn mình ăn mì bởi vì là trời mưa, không ra sờ cây được. Chứ cũng không phải là khổ đến nỗi phải ăn mì mà không người lái anh em ạ. Mì này là cũng nhảy tạm ở trong bếp thôi. Mai phải mua trả lại. Mua đền lại cho Viking. Mượn của Viking hai gói mì. Dạ là Enchan dành cho Taiga rồi. Drow Ranger. Choose your hero. Và đó là Drow tới từ bên phía team Liquid. Sorry mình Drow. Atomic War. Drow. Taiga thì cầm Enchan. Ồ, giống chứ à? Lạc mỗi con Puck thôi. Chờ đợi một trận đấu hay giữa team Liquid cũng như là team Spirit. Drow có SD. Phía bên này thì sao? Luna. Drow đi cả Centaur của Enchan. Được. Cố gắng giữ khoảng cách thôi. Đa phần là các thành viên bên phía team Spirit đều là những hero tay dài. Cố gắng giữ khoảng cách là có thể dễ chơi rồi. Cả hai team. Đúng hai ông offlane là tay ngắn thôi. Còn đâu bốn ông còn lại của cả hai team thì đều là hero tay dài hết. Nhanh đến là trận đấu nào. Một trận bo 1 quan trọng đấy. Liquid nếu mà họ ngã ngửa trong trận đấu này thì về chơi cả OG, chơi cả Tundra ở vòng loại TI. Còn nếu mà họ thắng thì họ sẽ có cơ hội để tiếp tục. Về phần của team Spirit thì cũng là như vậy thôi anh em ạ. Nếu mà thua ở trong trận đấu này thì cũng lại quay trở lại cái vòng loại của CS để thi đấu cả Na'Vi. Không khá hơn là mấy cả. I shall honor your name. Một chút power game trước khi một trận đấu quyết định này diễn ra. You are too noisy to live. You are too noisy. Một cơ hội duy nhất dành cho cả Liquid cũng như là team Spirit, và chúng ta cảm thấy là rõ ràng là Liquid là những cái người được nhiều sự ủng hộ hơn đến từ các khán giả, ít nhất là tại kênh 500 Bros Dota 2 đã. Sau đó thì đến khán giả quốc tế. You make best situation out of no situation. Thế nhưng mà đây là một cái trận đấu mà bản thân các thành viên Team Spirit họ cũng muốn mang về một cái gọi là chiến thắng để có thể có mặt ở vòng playoff, chứng minh với cả tổ chức Spirit rằng là tin tưởng họ là không sai. Ít ra là có mặt ở playoff đi. Bắc trong tay của Toronto, Tokyo thì tôi nghĩ là con Bắc này chơi được. Chúng xịn xó này. Có smoke đến từ bên phía của team Spirit rồi, và Liquid họ cũng đang di chuyển cùng nhau. Có vẻ như là ý tưởng lớn thì không gặp nhau mất rồi.
Enchan, anh ta sẽ cắm ra những con Senshi để kiểm soát Ward ở khu vực mid. Và con mắt sớm này của Team Spirit thì có vẻ là phát hiện ra cái ý đồ này của các thành viên Liquid rồi. Lại là cái ông Mickey đúng không? Từ nghe cái tiếng là tôi biết mà. Tặng một pin từ sớm đến từ Luna để có thể ra Len và Harass thôi. Bo một anh em ạ. Bo một loại trực tiếp. Với cái tính chất quan trọng của trận đấu thì cả hai team họ đang cố gắng né nhau thôi. Bounty nhà ai người đấy ăn. Phá đi được một con Senshi. Bên phía team Liquid họ cắm block cái cam nhỏ để không cho Toronto Tokyo farm. Phán đoán là tốt rồi. Bắt cả Invoker, cái kèo này mình đánh giá là khá cân. Cả hai cùng sẽ là tập trung vào cái việc farm thôi. Sumail là người clear nhanh hơn cho mình Winter Deep. Nhưng với việc deny một con quái nên là vẫn chưa thể có cho mình. Đó là cái level 2. Level 2 trước tới Toronto Tokyo. Nhưng thật ra thì level 2 trước thì Park chưa thể làm gì được. Vì anh ta đã tăng vào phase ship rồi. Chỉ có AWP và ship thôi. Kiểu này bình thường thôi anh em ạ. Với một con Invoker set băng thì nó chẳng sợ gì bắt spam đâu. Rất thoải mái. Bước lại ở đây tới Mira. Úp thì chẳng làm gì được cái anh chàng Oracle đấy cả. Và lane này thì anh đánh giá sao? Tai Hunter. Tai thì không đi được Luna đâu. Luna thì chạy nhanh, xảy tay dài. Hòa thôi. Thậm chí là Luna với cả Oracle nhỉnh hơn. Thì đến level 3, Luna 2 beam. Oracle có 2 điểm vào cái chiêu 3 là có thể dồn đam đối phương rất là nhanh rồi. Harass nhưng mà bị Harass ngược lại thì còn đau là đau rồi cái Mike đấy. Không được giảm đâu. Này là thốn đấy. Drow ở meta hiện tại thì thực chất thì vẫn là chơi được. Tập trung đi lane đã. Big Drow để chơi ở Luna thì là chuẩn rồi. Nào, đang cố gắng tìm những bên này Mickey ơi. Phải beam lại để có thể lùi về. Mira cố gắng ăn bình ngò to nhưng đã bất trong tay Insania rồi. Theo đó là giết gà đến từ Insania thôi. Không giết được Mira nhưng phá được bình ngò to và làm được một chú gà thì cũng đã là rất thành công. Vẫn là profit. Cũng đang là ăn cho mình một bình ngò to thôi. Nào Mira bị phát hiện. Mira ơi, một beam nữa là đủ nhưng mà cứ với được vào người của SD. Và chỉ beam để mà harass cái con tai thì phải, nếu mà mình không quá nhầm. Sania thì cũng không thể làm gì hơn được, anh ta pha đó thì chưa level 2. Chưa level 2, level 2 là denied. Có thể giết được rồi. Vậy chiêu 3 vào bắn 1 là xong rồi. You get nothing. Luna đang phạm kém hơn tay một chút. Ở mid thì là cân thôi anh em ạ. Bắc đang nhỉnh hơn so với cả Invoker. 3 clip. Nhưng mà Sumail vẫn còn tận 4 con quái để có thể last hit. Và nó sẽ là trở nên cân bằng thôi. Thậm chí Sumail đang là người deny tốt hơn so với cả con Bắc này. Taiga thì đang farm rừng. Đang bị phát hiện ra đến từ Miboska rồi. Bắt ngay cho mình con quạ và dí ngược vào người Lion thôi. Nhìn thấy cái con quạ này thì Lion phải chạy rồi. Làm sao đứng lại để đánh nhau được. Con này đam mà to. Từ cộng đam từ Enchan, những con đệ đam rất là khủng. Khó chịu cực kỳ. Collab. Một clan mà anh ta đang ổn thôi. Last hit ok. Thậm chí có phần nhỉnh hơn Luna một chút. Anh em thấy không? Mid thì là cân chắn chặt thôi. Hai ông đều phát hit, last hit cho mình. À không, Invoker đang thấp hơn 2 clip. Ở đây thì sao? Bị hack lại. Và xem tao không dí tiếp vào người của anh chàng Nambro rồi. Nhưng đó là Impetus đủ luôn đến từ Taiga. Phất Blood dành cho Enchan. Và vẫn có thể lùi về được với cái
Verify. Thật ra thì em thích một con Drow hơn một con Luna, nhưng mà trông có vẻ là lay hấp đến từ bên phía của team Liquid thì Luna là chính ra là giáp nhiều chứ, giáp trắng nhiều từ Haki mà. Nên Drow để bắn xuyên giáp trắng, trắng là cái sự lựa chọn rất là ok. Một đít luôn này, như ban đấy là được quả kèo First Blood. First Blood. Cả Phương Dương, chờ đói, chờ Phương Dương xuất hiện thôi. Ok rồi. Được luôn, tự nhiên bây giờ mới nhớ ra. Bát mì rồi. Có tiền để mua gói mì trả lại và tiền. Oni đúng không? Oni, Oni. Oni-chan. Oni-chan. Gớt, ôi, chúng ta mình thế. Thời gian gớt nó sẽ không bị giảm slow đi. Lại và Isania có thể tự lùi về. Hơi chúng ta bên nhau anh em ạ. Chính ra phải là gớt trước, sau đó là chờ cái con Oracle đó dài, lúc đấy mới úp lại và dí vào. Mang gì anh em ạ? Mang gì? Có sử dụng cho mình đó là beam vào Minke, sẽ dùng Isania để kết thúc đi cái mạng của Mira mà thôi. Isania thì có Prefang Flame rồi, level 3 chắc chắn phải là 2 điểm. Mid đây thì khi mà Bắc đang di chuyển để có cho mình cái rune bounty thì Sumail cùng với cả Enchant đang dí vào. Nào đang mải mic cho mình đó là cái con Dark Troll. Và Taiga đang bị làm phiền đến từ Miboska. Chưa tăng, có hack chứ chắc xong hack à? Hack lại sẽ là được. Chậm một tí thì SD đến được để úp lại đi. Họa trăng ra, chắc là thôi. Và tin vừa rồi của SD là không cần thiết rồi. Gotcha. Ăn hit tốt từ Mike suốt từ nãy đến giờ này. Network của anh ta đang là đứng đầu đấy, mặc dù cái chênh lệch nó là không nhiều đâu. Cả hai offlane cũng như là carry thì đều farm được, mid thì là cân dần chặn. Rồi sao? Có rune haste, coi lại, sử dụng mình nơi chờ attendant tới từ anh thằng Taiga thôi. Có lốc lên và lốc trúng vào con lion này, stun trượt từ Taiga nhưng điều đó có nghĩa anh ta vẫn đang né rất là dẻo và Taiga không chết. Dẻo đấy, Sumail thì hơi tham, muốn lốc cả hai. Lốc vào một mình con Lion là cũng đã hỗ trợ cho Enchant rồi. Như vậy là sử dụng cả đối phương coi nhưng mà không giết được Enchant. Né rất dẻo. Đó là trong một trận đấu quan trọng này thì bên phía Liquid họ vẫn đang có cho mình cái độ tỉnh táo. Và đang dí mà thôi hơi khó. Một mình cái con Centaur Mark 3 này thì không đủ đam anh em ạ. Phải cộng 1. Lợm nhất thì cũng phải là có thêm Enchant, không thì chỉ phải là Evoker thì mới giết được Drow. Tại sao những cái trận đấu như này mà người anh em dám tự tin lựa chọn Overkill nhỉ? Một trận bo một sinh tử như này thì lựa chọn Underkill rồi mới là sáng suốt chứ. Overtime thì có hút không thì Overtime thì có. Bây là Drow. Trận này phải đánh theo kiểu LCK anh em ạ. Overtime Underkill. Mấy ông CS đã đánh chậm rồi. Để vào trận quan trọng như này thì càng thêm chậm thôi. Lại còn đánh Drow cho cẩn thận, con hero mà lâu lắm rồi mới được thấy. Công nhận là giải này anh không thấy Drow mấy. Mất trụ rồi. Centaur Mark 3. Và có vẻ là chơi những cái con đơn giản thế này là hợp lý anh em ạ. Trận trước thì là DK, trận này chơi Centaur cũng đang rất ổn. Giàu luôn. Mark 3 chỉ farm thôi, van hút Berlin. Có mắt trở trên này rồi, Sumail cũng như là Taiga di chuyển thì đang bị bắt bài. Ở đây cũng đã nhìn thấy Toronto, Tokyo. Miboska đang bám theo nhưng mà thôi, slow lại hay không đây. Slow đang cooldown, đang dính câu snap. Và một lốc chính xác là được, nhưng mà đó là lốc trượt. Con đôi xong rồi, đôi đến coi. Đến coi này thì sẽ không thể làm gì cả, thậm chí là Mira của SD bị dí vào. Chính xác là SD của Mira bị dí vào, anh ta nằm xuống tay của Sumail. Và với Sumail thì sẽ là càng chết anh em ạ. Nhưng mà sẽ tao có mặt. Cũng như là cái pha lốc vừa rồi của Sumail thì anh ta lốc Drow để bảo vệ đồng đội hay sao ấy, chứ không phải là muốn lốc vào người của Lion để lấy mạng. Pha lốc trượt đấy nó là cách hơi xa. Trong những cái giờ phút quan trọng thì Liquid họ vẫn đang làm được. 9 phút và đang dẫn 2k tiền rồi. Vẫn đang để trụ bắn vào, tự được coi va thôi. Sao?
Phải lát hit nha, không bị deny nha. Ui, cẩn thận luôn. Lốc lên nữa cho cẩn thận, giữ sự mêu. Tốt thế nhỉ. Liquid họ lách qua khe cửa hẹp như này, xong rồi họ vô địch nữa thì mới là chất này. Chưa giận quá nhiều đâu. Tanter, The Rao cũng như là Park đang cố gắng bám đuổi rồi. Tốc lên tới từ vị trí Miracle ở đây. Chỉ sao là Sumail ở đây quên mất cứ Miracle. Và tôi wow. Né được một tình huống chặn stun của anh chàng Taiga. Sau đây anh em, giờ này thì tôi cả tôi bị hơi đớ nên là thi thoảng sẽ hơi nhầm một chút, mong anh em thông cảm. Bây giờ ở trên này thì là châu bò đánh nhau thôi. Một con Centaur đánh nhau với cả một con Tanter. Châu bò đánh nhau thôi, chẳng có cái vẹo gì, hai ông này thì đấm nhau cho vui đấy. Đấm nhau chán chê mệt mỏi, có thấy ông nào mất máu đâu. Centaur đã van đã hút rồi. Tai thì cũng là có hút, có quay tay để giảm đam của Centaur đi, thế là thôi, đấm nhau cho vui. Lại rồi. Là con Enchant này, lần này thì chắc thì được. Chắc là được rồi, 3 người. Cả thì Posca ở đây rồi. Lần này thì được rồi. Đúng là châu bò đánh nhau trên top anh em ạ. Tanter với cả Centaur trông khác gì Godzilla với cả King Kong không? Hai ông này đánh nhau chỉ mấy con creep chết thôi. One of my favorites. Luna đang giàu nhá. Giống cái đồ chiếc ấy, quay đi quay lại Luna lại hơn cả Drow 3 đồ thì là thôi đấy. 2 đồ thôi cũng là hỏng rồi. Ở bên kia có SD nhá. Bên kia có SD búp bóng Luna cũng là khó chịu luôn. Có cái đấy được. Nhưng mà nếu mà là có Evoker thì không sợ lắm, các bạn úp lại thì Evoker lốc phát là cũng là delay cái thời gian bóng đi rồi. Tạm được. Nói chung là ổn ổn thôi chứ cũng không phải là quá căng. Tôi bây giờ phải úp Luna lại, sau đó là ra vết luôn. Để mà hai cái bóng nó ném vào thì mới rồi làm được. Nói chung là SD vẫn là con bài tốt để counter lại Luna. Đã SD là đồng đội tốt cũng như là counter của Luna luôn. Đúng rồi, Enchant bắt đi một con bóng rồi, hợp lý. Enchant bắt một con, Oracle khóa tay một con, thế là xong. Vớ vẩn lại lợi cho Enchant luôn, tự nhiên có một con bóng anh em nhỉ. Thật. Hợp lý, hợp lý. Laladin nhìn ra cái vấn đề rồi đấy. Người anh em nhìn ra cái vấn đề rất chuẩn. Và chưa kể là bóng con Enchant nó hút được đấy, còn được cộng đám với khỏe luôn. Khỏe luôn đấy. Hút vào đến từ bên phía đội hình của team Liquid thôi. Bóng con Evoker ở đây cùng cả Enchant, tốc độ là hơi chậm. Cứ hút thôi. Tận dụng cái xe, tận dụng con cái bắt được bạn. Ây à, hai hai đó là Miposka đấy. Đó là cả Fortify để cho cái trụ nó trở nên bắn lan. Có coi lại và run vào thì click push vào một con Centaur ở trên này. Có một Puti tới Lidania như nào? Centaur anh ta sử dụng Puti lên làm chậm được Mira rồi, giữ chân được Mira ở đây. Còn con Centaur nó sẽ bổ tiếp vào đầu của anh chàng Mira nhưng Drow đã tới. Silent được, EMP được tung ra nhưng mà nó không giết được ai cả. Và trong khi đó thì Koiva vẫn phải bỏ mạng lại. Còn Drow thì lại là đau anh em ạ. Tôi nghĩ là cái việc của Insania bút thông tin là hơi sớm và Centaur cũng là hơi nhầm quá rồi. Anh ta có van, anh ta có hút nhưng mà anh ta không có giáp nên là Drow bắn vẫn cứ là đau. Hỏng, Aura tôi vừa lan tỏa cho các thành viên bên phía team Liquid rồi. Vừa như nào gái, chết luôn, không nói nhiều. Nó lại dồn chết luôn nhá, Laladin nhá. Anh em đừng đùa. Anh em trên kênh giờ này chắc là đỡ đỡ rồi. Thôi bọn tôi cũng cố gắng gọi là phục vụ nhanh anh em trận đấu này. Phục vụ nhanh anh em trận đấu này rồi cũng là nghỉ ngơi thôi. Đã lốc lên được một lần này thì Mira, thì chính xác là Miposka thì phải trả giá thôi. Chưa thấy Phương Dương đâu nhỉ? Phương Dương chắc ngủ rồi. Hôm nay nhiều anh em. Radiant's bottom tower is under attack. Ta
Tài Q thì nếu mà game đấu này nó dài và có bắt căng thẳng, cứ mỗi bên chết có bắt xong mỗi bên chết 4 thì nó vẫn có cơ hội anh em ạ. Tràn Van Cát này đang hướng đến cho mình Holy Locket để hồi máu. Chưa có gì quá đặc biệt đến từ bên phía Liquid, vẫn là một cái trận đấu chậm từ từ họ rồi, nhưng mà quan trọng là họ đã có lấy được hai trụ của đối phương rồi. Bây giờ giả dụ anh em rất là hợp lý đấy nhỉ. Thì đối này tôi nghĩ là ngủ một giấc là hợp lý này. Radiant's middle tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. Radiant are scanning. Vẫn đang là 2k netcode chênh lệch thôi. Team Spirit họ đang là người chủ động hơn. Họ đang muốn ép vào cái trụ ở mid này. Đồ đào bắt đầu bắn vào và Tyranter cũng đã có mặt. Muốn combat thì phải làm như nào đây? Xem tao có Blink nhờ. Trước tiên phải là burn được hết mana của Tyranter đã thì mới có thể dễ dàng combat được. Vẫn là nhận nhà đến từ bên phía Team Spirit và họ lại lui về thôi anh em ạ. Thật mạnh, chưa dám vào ngay đâu. Tài đang tăng cho một cái xe và đâu bắn vào. Zone đang vào rồi, nhưng đây là úp lại. Hết ra và giờ thì collab anh ta sẽ là cản được nhịp tiến của các thành viên bên phía đội của Team Liquid. Có mở tem pit lên nhưng mà vấn đề là Insania thử kết thúc bản thân mình bằng cái Purifying Flame. Nhưng Tokyo anh ta cũng phải trả giá thôi. Insania buyback ra và đây là một cái buyback không cần thiết. Hơi thừa. SD rất nhanh tay để úp lại một con round, nhưng mà tôi nghĩ là cũng hơi vội anh em ạ. Chỉ ra úp cái con xe tàu thôi, bởi đằng nào thì cũng có round vết lên tay để hỗ trợ. Đổi như vậy thì Liquid họ mất một buyback, nhưng vấn đề là bên phía của Team Spirit mất hẳn cái Ravage và mất hẳn một con Puck. Bây giờ cả bên phía của Team Liquid ăn đồ sạch của gì đây? Xenia thì đáng lẽ là tí thì sống rồi. Ulti đi. Ulti chuẩn chỉ là ulti vào đầu mình, nhưng anh ta lại vẩy cái Purifying Flame vào đầu. Sau đó lại Black Core chết luôn. Thì hiện xử lý quả. Step Beat nên là cũng hoảng. Tự nhiên đồng đội Step Beat chạy nhanh quá. Black Core panic. Còn đấy là cái con Oracle nó vẩy được chiêu bao vào đầu rồi anh em ạ. Vẩy được chiêu bao vào đầu thì nếu thì mà anh ta vẩy ulti là vẩy được rồi. Vẩy ulti vào đầu xong rồi cứ dí cái Perfect Flame liên tục thôi là sống rồi. Cắn bình ngó to lên các kiểu nữa. Săn chính xác là biệt anh chàng Miboska. Tạm biệt. Mất rất nhanh rồi. Tầm này thì Liquid đội hình của họ có thể focus vào mục tiêu rất là nhanh rồi. Và nhìn level của Luna nó bắt đầu tịnh tiến nha. Trận đấu này nếu mà bên phía của Team Spirit họ thua thì có nghĩa là CS chỉ còn một đại diện duy nhất. Còn mỗi VP anh em ạ. SA thì là còn một đại diện là Noping rồi. Tàu thì đang là đông nhất với 3 đại diện. NA thì đang có 2, SA có 1, EU thì đang là 2, Liquid thắng thì là 3, C thì cũng có 2, T1 cũng như là TNC vẫn là hai đội tuyển này thôi. Chính xác. Lên luôn. Xoắn xít cái gì? Bây giờ các thành viên bên phía Team Spirit đang bút ở trên top. Dưới này Luna cùng với cả những người đồng đội đang bút lên high ground rồi. Có một con Lion để giải quyết hai cái bóng đến từ Manta của Luna. Và bây giờ các thành viên bên phía của Team Liquid đang TP. Tài hết mana này, thôi xong rồi. Về kiểu gì đây? Phía bên này thì cũng có bắt vào người của Zatoro, nhưng mà không có ai hỗ trợ cho Centaur cả, bởi vì những người còn lại đang bận bao vây cái con dưa hấu này. Và dưa hấu thì sẽ là chết thôi. The Round thì là về được, được. Mà Centaur, một mình Centaur thì không thể đủ cái lượng sát thương được.
Boots the Boss sau nhận thấy đối phương ở trên top chưa về ngay là bên phía của team Liquid bắt Hà Minh. Có ngay cho mình con mạng, cái mạng của con dấu chan rồi. Bắc chưa thấy thể hiện được nhiều nhỉ. Giết một acid 2, chết một mạng kiếm phù thủy và đã có cho mình một cái blink rồi. Có blink sẽ là dễ mà combat hơn một chút, nhưng mà vấn đề là Liquid bây giờ cảm giác họ stick với nhau khỏe nhở. Con Oracle được bảo kê thì sẽ là sống được. Đang có cả Aegis nữa, sợ gì đâu. Lên là lên, là lên thôi. Khá oải chè rồi, nhưng mà Liquid họ vẫn có thể cố được. Cảm giác Sumail mà không cầm những con nào farm quá nhiều Playmaker thì là Liquid đánh ổn đấy anh em ạ. Cứ để cho mấy cái con hero tốn tài nguyên trong tay của King là mệt lắm, kiểu Shadowfin vào đấy đấy. Tốn tài nguyên nhưng mà có cái tác dụng gì đâu. Để cầm mấy con Playmaker thôi, mấy con ganh nhiều là ổn. Vẫn đang cố gắng drop cái đấu này ra đến từ bên phía của team Spirit. Một tắc quyết định là lên giày bay. Trận đấu này sẽ rất là dài này. Ai làm thế, chỉ là phút thứ 21 thôi. Và Toronto Tokyo đã nghĩ đến phút 40 rồi. Nhanh nhanh tí đấy, ôi cay ơi. Ôi mệt lắm rồi, đuối lắm rồi. 4 giờ sáng đến nơi rồi mà thi đấu vẫn cứ theo cái phong thái du ngủ này thì chết giờ. Có người nghe hỏi là sao không ăn trụ thêm đi. Muốn lắm các bạn ạ, mà đâu phải muốn là được đâu. Tôi vào là tôi ăn trụ rồi đấy. À con Centau này thì... Con Centau ngọt nước này. Ba người thì được, có mắt mà. Chưa dám ăn vào. Thật sự nếu mà là ăn vào thì là chết hết ở đây. Mà Luna cũng đã có mặt rồi mà bây giờ là sủi. Trời ơi, dao găm tấp biến. Cả hai ông là biến mất luôn với cái dao găm tấp biến anh em ạ. Like a blink of an eye. Radiant's top tower is under attack. Illusion. Bắt đầu là chán rồi đấy. Coi và hơi nhìn xin buổi chia rồi đấy. Hơi buồn ngủ rồi. Nhìn xin buổi chia là cái gì nhỉ? Đồng đội mày đâu? À đâu? Đồng đội mày là tiểu la. Tiểu la mà. Nhìn xin buổi chia là gì nhỉ anh em nhỉ? Nhìn xin buổi chia là gì mấy anh em ơi? Hỏi câu đồng đội mày đâu là tiểu la chứ? Tiểu la. Phát hiện ra được cái smoke này rồi. Chúng rất nhiều người nhưng mà Toronto Tokyo. Anh ta tại sao phải là cắt một cái câu snap vào trước nhở? Sao lại quyết định là đánh thường tới từ King nhở? Anh chịu đấy, không hiểu nghĩ cái gì. Mấy ông này đang nghĩ gì vậy? Bây giờ thì sẽ là bút được thôi nhỉ? Khi mà có Invo cũng như là... Không, chẳng có ai cả. Lại về. Có Aegis nhưng mà chưa đẩy nhanh được. Và cái Aegis này thì sắp hết rồi. Tiếng mèo là cái tăn của con Luna. Bây giờ đến lượt bên phía các thành viên bên team Spirit họ smoke anh em ạ. Bây giờ đến lượt các thành viên bên phía team Spirit thổ ốc. Nhưng mà thôi lại bị phá đến từ xe tàu rồi. Và qua va quyết vào á. Đối phương đông nha, qua vào nhá. Vào một mình. Còn cho mình đó là cái Stampede. Nhưng mà vấn đề là BKB mở BKB lên. Tấn công vào Collab luôn. Và Collab ơi, anh ta tung ra được một cái Ravage vào hư vô. Nhưng không sao cả, Stampede đã được mở lên rồi. Nhưng mà đó là cái Fade Edict. Nó cứu cho anh chàng mang tên Centaur. Chưa ai phải nằm lại cả. Collab vẫn còn một chút máu, vẫn đang dãy dụa được. Kìa, còn bán không ai chết anh em ạ.
Đang TV về hết rồi. Phía bên này Quava muốn truy đuổi vào vị trí của Mimosa nhưng không thành công. Úp lại Tanter và sau đó là Tanter Blink đi được. Combat chỉ là tra đều chiêu thức đến từ cả hai team thôi. Thì bây giờ với cái thế này thì bên phía Liquid họ đang bắt đầu push ăn cho mình cái chút một ở trên top. Và tôi tin là họ lại lùi về để farm tiếp với anh em ạ. Combat trao đổi chiêu thức, không ai chết cả. Combat LCK. Bây giờ lại farm. Tài kêu thì thôi anh em ạ. Bỏ. Tài tham thì có suy nghĩ. Tài kêu thì anh em gọi là rút ống thở luôn đi cho đỡ phải nặng đầu. Coi như là nó chết rồi đi. Coi như là nó chết rồi, đỡ phải nghĩ nhiều. Dire's bottom tower is under attack. Đây rồi, bắt được vào người Mosca. Rất đơn giản, rất xuống mêu, nhưng Mike thôi. Chiếm Mike còn quay mặt đi luôn. Tạp, thậm chí là kéo với kêu nó còn chưa nổ nữa. Đã nổ đâu. Con lô sàn số 2 sắp ăn xong rồi mà 10 kêu thì vẫn chưa thấy đâu. Dire's bottom tower has fallen. Dire's bottom tower is under attack. Dire's structures are fortified. Roshan has fallen to the dump. Aegis trên người của Luna và một cái chi trên người của Invoker. Shard thì dành cho ai nhỉ? Có lẽ sẽ là Luna luôn anh nghĩ vậy. Luna cũng được, cái Shard Luna thì lết game mạnh. Đấy rồi, cắm luôn vào người rồi. Các bạn LCK là 10 người đánh nhau không ai chết là khen à? Anh vào Dota mà 10 người đánh nhau không ai chết thì anh chỉ có chửi thôi. 10 người đánh nhau không ai chết thì có thể ra skin ngu thôi. Và back up nhau tốt, cũng có cái chiều hướng là back up nhau tốt, không biến đổi, không biến đổi là chỉ ngu. Thế thì mình nên sẽ phản lại này, phản lại này và từ từ đã ở đây thì sao, chúng ta bị disarm. Enchan làm một con bóng chưa? Quá quan tâm, đảo được con bóng rồi. Yatoro bị stun lại bởi cái Lucian Beam và nhìn Mike đi, anh ta vẫn đang đi hùng đam. Đi hùng đam vào trụ nhưng Sentao stun vào round thành công rồi. Bên ngoài thì có coi lại đấy, nhưng mà coi không quan tâm. Ravage trúng vào người Invoker nhưng ta đã sử dụng cho cái tăng hình trước đó, nhưng mà Senchi cũng bắt được cắm đầy ra đây rồi. Vì kẻ quay ngược trở lại stun vào vị trí của anh chàng Toronto Tokyo. Toronto Tokyo cũng phải sủi đi. Trong khi đó thì Mimosca anh ta kẹt lại ở trong rừng nhưng mà không ai tìm thấy anh ta cả. Sẽ là lùi về đến từ bên phía của Liquid khi mà một trang skill được sổ ra. Một mình Isania là người duy nhất phải chết. Hơi giật mình, pha đấy là bắt anh ta vào luôn Oracle thì anh không nhìn quá kỹ. Bởi lúc đấy chúng ta đang bận ở cái cam ở phía trên. Nhưng tôi nghe thấy tiếng phinh. Mới đầu thì tôi tưởng là Park có Dragon nhưng không phải. Lion của Mimosca cũng vòng phía sau. À, cũng có cả Dragon anh em ạ. Vừa là Dragon, vừa là một cái Finger of Death để kích thích đi cái mạng của Oracle. Nhưng bây giờ thì sao? Oracle thì sắp sống dậy. Trong khi đó bên phía của team Spirit thì đã mất đi Ravage rồi. Sẽ là đép cái con Luna này kiểu gì đây? Đẩy bóng Manta vào trước. Đấy không phải quyết định hay thì đã bị clear luôn. Và bây giờ có cấm đánh để khiến cho Luna không bút được cái trụ này. Bây giờ lên là tôi biết là SD lại úp này. Đó. Stun thành công của SD này. Và giờ thì Enchant lao vào phi Mira. Một ít nữa thôi và anh ta chết rồi. Sử dụng đi Blink Quest vào người của Taiga. Nhưng Taiga đâu cũng quan tâm đâu. Bye bye ra luôn tới đây Mira. Nhưng Koiva thì đã phải bỏ mạng lại mất rồi. Và từ quả bóng thịt này nó sẽ kết thúc đi anh chàng Collab. Và nó còn cống lượng máu rất lớn tới từ anh chàng Mimosca nữa. Vì kẻ đấy bật BKB lên làm cho mình cái trụ đã rồi tính tiếp. Yatoro đang bị đấm vào. Anh ta cần phải lùi về rồi. Qua ba nãy giờ tôi đánh cảm giác anh ta đánh hơi vội anh em ạ. Nãy giờ thì mới đầu ban nãy là vào Tanter và bây giờ vào một con SD có coi hai và bây giờ Luna cần người bảo vệ nha. Đang bị làm chậm lại rất nhiều. Luna chạy được. Trong khi đó Taiga thì cũng đang bị làm chậm nhưng không sao cả. Một cái tường băng được đặt ra đến từ Invoker để giúp cho các thành viên còn lại bên phía của team Liquid có thể lùi về rồi. Qua vào ơi, trận đấu quan trọng, đánh bình tĩnh đi. Blink vào sờ tăng của SD. Coi như anh ta không có lút lùi rồi. Bởi vì sao? Bởi vì anh ta làm gì có step beat đâu. Blink vào sờ tan xong đòi đi bộ ra á. Không.
Vẫn cứ là 69 thôi, vẫn chưa hề có 10 mạng hạ gục đầu tiên. Con Bắc này thì nó đang tương đối là khó chịu khi mà Toronto, Tokyo anh ta liên tục đi clear creep. Nào, trói được lại này, nhưng xe tao thì đã dậm stun trượt rồi. Đừng lấy làm gì đâu, chẳng làm gì con Bắc à. Bây giờ muốn giết Bắc thì chắc là chờ đợi Evoker có cho mình một cái hack anh em ạ. Liquidity là họ chưa tìm ra bài toán để kết thúc trận đấu này. Tuy nhiên họ đang dẫn cho mình đó là 7k tiền rồi. Về kin thì không nói làm gì cả, 96 không đáng bao nhiêu. Quan trọng là network thôi, 7k network. Ai dành cho Drow rồi, cũng là có đồ rồi đấy. 30 phút đồng hồ, kéo 10 kill gì. Ờ, yên tâm, kiểu hơi, gì có 10 kill. Hơi chậm cả. Tôi chậm cảm lắm em ạ. Tôi đỡ lắm rồi. Nà, có DD. Đánh á, ok. Tôi đang díu lắm rồi anh em ạ. Trận đấu này nó chưa kết thúc. Radiant's middle tower has fallen. Rỉa từ từ thôi, rỉa dần rỉa mòn. Lại Oracle, lại Oracle và anh ta biến mất luôn trước cái lượng tam tới từ cái Finger of Death. Nhưng Miposhka cũng phải trả giá ngay. 10 điểm vào cuộc đầu tiên dành cho bên phía Liquid rồi. Centaur cần phải có gậy xanh để bảo vệ cho Oracle thôi. Bây giờ Oracle liên tục bị Lion với cả Buck bắt vào. Bây giờ phải có gậy xanh, giảm đam đi. Oracle anh ta chỉ cần tỉnh dậy một nhịp là được rồi. Cuối cùng thì đã có 10 mạng ở lượt đầu tiên. 31 phút anh em ạ. 31 phút. Mới có 10 mạng. Thôi được, còn hơn là hết trận lại không đủ thì điêu quá. Đĩa thì hợp lý thôi, nhưng vấn đề là con Oracle này nó lấy đâu ra tiền để lên đĩa. Chỉ có thì tôi chắc chắn là Oracle đóng ngay cho mình cái đĩa rồi. Ở đây thì Sumail hack, bắt Buck phải có hack. Để con Buck cái nó múa thì mệt lắm. Trận này tài kill nó phải rơi vào tầm như kiểu là LCK ấy. Thật 27.5 27.5 đi sáng. Hoặc là 24.5. Như Dota mà tầm một độ trên 4 xịch thì là thôi. Sau một thời gian dài trải nghiệm giữa Pepsi của Coca, tôi nghĩ là Coca là ngon nhất anh em ạ. Trong tất cả các loại nước ngọt có ga kiểu vị cola này thì Coca có lẽ vẫn là sự chọn số 1. Ủa, chị nào nhỉ? Tương đối là buồn ngủ rồi. Saga khỏe đấy anh em ạ. Sola có cả Holy Rocket, thêm cả Vanguard và God nữa. Dire are scanning. Hôm nay hình như là ở nhà ông anh tôi làm con vịt thì phải. Mà tôi thấy là cái bữa vịt của tôi nó ở hơi xa đôi mắt của tôi thì phải. Trông chưa có vẻ gì là hai đội sẽ lao vào nhau trong tình huống combat ở đâu. Cẩn thận là đúng thôi, một trận đấu quan trọng như này. Pepsi Lisa thì sao á? Pepsi Lisa thì để trưng thôi, uống không ngon. Uống Lisa thì được. Uống Lisa thì ok nhá. Chứ còn Pepsi gì bỏ. Coca ngon mà, tôi cũng thích Coca hơn Pepsi. Cả giác vị của Coca vẫn có cái gì đó ngon hơn. Giá như mà Coca tài trợ cho kênh mình thì chắc là giàu lắm nhỉ. Em nói với anh, riêng mà Coca tài trợ là siêu giàu nhá. Mấy cái hãng đồ uống, đồ yểng là xịn luôn đấy. Lần trước thấy ở mấy ông Spirit hình như là Chupa Chup tài trợ à? Spirit hay là Win Try nhỉ? Win Try, Win Try. Không phải Spirit. Được cả hãng kẹo mút tài trợ luôn. Thôi điệu này để chờ Roshan 3 anh em ạ. Chờ Roshan 3 thôi.
Không, tôi không nghĩ là cái con Drown này đủ sức thịt con Luna đâu. Bạn nhìn đi, 10k net worth đấy, không hề ít. Chưa đủ. Cái con Drown này nó có đồ. Các bạn nó bắn chết được Luna thì là chưa nhá. Stun được Colab ở đây. Trận đấu không đấy tiếp tục là beam vào và dí vào một cái ngập đánh vào người của Luna. Luna đang đi theo đằng sau thì sau đây Stampede được mở lên để cứu cho con Oracle này. Và Buck liệu có phải là mục tiêu bị dồn vào hay không? Câu trả lời là không. Buck có đĩa. Game này dài đấy. Buck cứ đẩy lên thoải mái như này thì anh em đừng khuyết. Rose với cả Jisoo nữa. Lisa mới là số 1. Chả có một ai có cặp ở đây rồi. Đây rồi. Bắt được Invoker. À, kinh với cả chúng tôi này, bắn chết luôn Triyatoro. Chết đơn giản vậy á? Và giờ thì sao? Sao tàn vỡ đến từ bên phía đội hình của team Liquid. Một cái sai lầm chết người chăng. Hết coi rồi, coi và vẫn đã bị tấn công vào. Nhưng Mikke Forstap mình lên để có thể tấn công và support của đối phương. Nhưng trên này thì Isania vẫn đang gặp khó khăn. Và Mikke ở đây đã kết thúc được Mimoshka rồi. Nhưng vấn đề là Yatoro vẫn đang được bắn từ từ low ground. Và Colab đã tới với cái Ravet của mình. Và đúng là Yatoro thịt được cái con Luna này thật. Được rồi. Double kill dành cho Toronto Tokyo. Lần này thì anh chàng Drow có quá nhiều những người hỗ trợ. Invoker của King chết một cách quá là lẹ chắc đi. Chỉ đơn giản là Drow stun và bắn đến chết. Một cái chết nó quá đơn giản dành cho một con Invoker anh em ạ. Và bây giờ tôi đồ rằng là bên phía của team Spirit họ mới là người có trong rack trước này. Vâng. Đúng là aura của tôi vẫn mạnh. Tôi vừa bảo con Drow này không bắn được đâu. Nhưng mà không. Với việc là có SD ở đấy để hỗ trợ ấy, để dí cái Demonic Bird vào người của Luna thì thôi. Farewell Sumail. Welcome back Topsy. Farewell Sumail. Welcome back Topsy. Qua và come back to mid. Come back mid. King back to mid. Nhìn một con Invoker chết. Nhạt. Một sai lầm nước ốc. Mata bắn chết luôn. Vậy đã. Chẳng cứ cần thêm cái gì màu mè đến từ Zatoro. Sai lầm Mata bắn chết luôn. Chơi một thủy Dota như được rank. Một con Invoker tìm mình. Chạy vào level có đồ. Đi solo kill một con Drow sao bị nó bắn chết. Ôi, nghe giọng đánh rank dã man đấy. Nhưng mà đúng là thế thật. Hỏng rồi đấy. Đi rồi đấy. Đi một sải rồi anh em ạ. Bao nhiêu lợi thế vứt mất đi hết. Hết. Và bây giờ nhìn xem team Spirit dẫn 8k tiền. Người dẫn 8k net worth anh em ạ. Vâng, và dự đoán đầu game của bọn tôi thì đó là chính xác. Trước khi đến vào trận đấu này thì mình có khuyên anh em là lên lựa chọn vào team Spirit. Và cái dự đoán của mình đang là rất hợp lý ở đây này. Trước những anh em đã tin tưởng tôi. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Ui, Drow bây giờ, ui, nhìn cái em ơi, nhìn cái netwood kìa. Phụt phát, nó là 20k netwood bị lật luôn. Radiant structures are fortified. Nó là quay đầu đổ về bên phía của team Spirit luôn. Nhìn Drow bắn kìa, như tưới vào dưới vào. Rất tự tin rồi, đang có trên người một cái Aegis. Colab dùng cái tấm thân của mình để tăng thôi. Và hack được vào người của Setao và Vĩnh Biển Hòa và đi rồi. Cố gắng tắt chi lên nhưng mà cuối cùng vẫn chết thôi. Mimoshka phích thẳng vào đầu của anh chàng này. Mikke không thể làm gì, Catalyst chỉ là để cố gắng hầu nhịp đối phương thôi. Mikke ở đây đang bị bắn vào bởi Yatoro nha. Và Yatoro anh chàng có đổi mục tiêu khác không đây. Mục tiêu lần này là Enchan đã bị break và Enchan biến mất luôn. Tạm biệt Taiga. Có lẽ là cũng tạm biệt cả Liquid trong cái trận đấu này luôn chăng. Hack siêu nhanh đến từ Mimoshka. Anh ta để sẵn con chuột cạnh người Drow rồi. Và Sentao vừa blink vào là ăn một hack luôn. Không nói nhiều. Lần này thì qua va anh ta sơ tán được không bị hack. Nhưng mà Yatoro thì lại nhanh tay sử dụng cho mình Manta. Ôi thơm không anh em ạ. Trận đấu này nếu mà để vào người đánh tệ hại nhất thì tôi sẽ chọn đó là qua va. Combat thì lựa chọn em và Tanter. Cái pha lên 2 round ở trên top thì Sentao nhảy vào người của SD. Sau đó là chết luôn. Và cái combat vừa rồi thì Sentao bị hack.
và nằm xuống, sau đó phải bay back ra. Qua va nha bạn. Feel well, qua va. Chúng tôi sẽ có lại cho mình người chơi offlane thế giới, đó là Boxy. Sumail vẫn đảm nhiệm vị trí đi mid và qua va bị kích. Chào anh em Tuấn Lê nhá. Cắt cả buổi rồi bây giờ mới chào nhau được một câu thì thật. EG đã gọi là hết sức tạo điều kiện rồi. Sumail rồi. Đến thế thôi. Cuối cùng thì cũng chỉ đến vậy. Mấy ông Liquid này hai bây giờ bị loại từ vòng bảng có vẻ là hơi super chốc nhỉ. Con đồ đao này đang làm được anh em ạ. Con đồ đao này thì nó đang thiếu cho mình đó là Bad Boy cả form TB là giết hết rồi. Đúng rồi, thiếu Bad Boy cả form TB thôi. Đồ đạc này anh nghĩ là yên tâm. Thật thiết thì thay cái vai vào là ok. Đây làm sao dồn đam vào nhìn kìa. Bắn 3 hit có proc thôi và Enchan bị bắn chết bởi đồ đao ở đây chăng. Còn ulti của anh chàng ST và chết luôn. Ravage trúng 3 người và Ravage lần nữa. Tới từ Collab hay không đây? Chưa cần phải Ravage lần nữa. Bài bách ra thế là Collab quyết định là từ từ. Chưa phải vội. Làm nhanh crack nữa và lùi về. Bây giờ lại đảo ra mid, ăn trụ 2 và bước lên 2 round một lần nữa. Khi mà trên người của Collab vẫn còn một cái Ravage. Đánh chất nhờ. Team Spirit họ đánh chắc hơn đi quyết rất là nhiều. Đầu game họ bị dẫn, họ vẫn không bỏ cuộc, không nản chí. Và khi mà họ đã bắt đầu comeback, đã dẫn ngược trở lại là thôi, họ snowball đến chết. Tập này thì Invoker trông có vẻ như là vứt đi anh em ạ. Chẳng thấy múa may được cái gì. Gãy rồi. Tầm này tay cóng rồi. Dire's middle tower has fallen. Đồ đất kìa. À, bơ à. Đấy, người anh em bơ phải đánh là nhất liền. Cũng hơi giật mình và anh em tầm tối này mắt đảo để scan được chữ là cũng hơi chậm rồi. Anh em thông cảm ấy. Đang gọi là quá tập trung vào trận đấu mà. Tập này muốn tỉnh được thứ thật là phải có một tí gọi là nước tăng lực. Đúng. Một tí nước ngọt vào nhưng mà tôi đang bỏ uống nước ngọt anh em ạ. Anh Hiếu trước nghiện sửa tinh lắm các bạn ạ. Ở đây thì lộ smoke bởi một con bắp Silent 4 và sủi đi như một cơn gió. Nhưng bị stun lại này, ơ kìa. Sủi như một cơn gió, có đĩa mà. Cơn gió này bị chặn bởi con xe tàu hơi to. Cơn gió này bị chậm lại một tí. Chắc là gặp tường gió ở Yasuo nhưng mà về được anh em ạ. Vẫn về được, không vấn đề gì. Ờ nãy mình tin tưởng cái gì nhỉ? Mình có chọn không nhỉ? Hay quên rồi. Mình chọn Liquid, may không lên kèo không đấm chết hết rồi. Nãy mình chọn Liquid thật à? Ừ, anh em chọn Liquid mà. Đấy thật. Anh em tính toán là Liquid xong tí nữa là Brooklyn Nets đấy. Sao? Tạm biệt. Tạm biệt Brooklyn. Brooklyn Nets. Chúng tôi đi rồi. Tạm biệt Kyrie Irving. May cái 5E không lên đấy, không để chết ở đấy rồi đấy. Thật. Hai tí nữa vẫn tin tưởng. Sao đấy? Mấy giờ còn dài, bình tĩnh em. Thế vào đội tuyển Việt Nam cho rồi. Việt Nam năm em không lên đâu. Thế ạ? À? Việt Nam năm em lên kèo rồi à? Thi thoảng mới có đâu. Esport. À có. Có. Việt Nam Indo một ăn một. Một ăn một luôn cho cẩn thận đấy. Từ đấy nhỉ? Bật network á? Cái anh này thì đấy họ bật rồi. Bật rồi. Cái này là clean fit anh em ạ. Tham mình chuẩn đấy nhỉ. Clean fit người anh em ơi. Bọn tôi có dính dáng gì đâu. Người ta cho gì thì cắt đấy thôi. Đây, bên phía của WePlay họ đã nghe thấy lời của Lele rồi. Họ đã là tự bật lên rồi. Network rồi. Thôi, anh chỉ mong nhanh game rồi làm trận Valorant giải trí cả Tommy rồi về đi ngủ rồi tít cho mình ạ.
Đây là của người anh em. Cảm ơn anh đã cố gắng cắt cho em húp tài tham. Em yêu anh bắt phở lấy rất cảm ơn Đoàn Đình Quốc Bảo nha. Cảm ơn Đoàn Đình Quốc Bảo rất nhiều nha. Không biết bạn ở trên kênh đã sử dụng nick YouTube có tên là như thế nào. Dù sao cũng cảm ơn bạn rất là nhiều. Ở đây thì có một người anh em cộng 100k là The M Liquid From Bào Bơ 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 Ok Bơ Bơ tên là Bơ. Con mèo nha anh. Nhà dạ tôi vậy. Có 3 con. Con mèo thì tên là Bơ. Một con chó của vợ tôi tên là Candy. Và thêm một con chó nữa của vợ tôi tên là Super. Và thêm một con nữa thì tên là Super Hiếu. Hơi đắt một tí nhưng mà thôi không sao. Thôi à tôi biết cái gì. Xong nghỉ. Ra làm trận Van Nolan giải trí với cả Tommy thôi. Tầm này đớ lắm. Không tấu hài cùng với anh em được nữa đâu. Tôi đấy ạ. À, cảm ơn Lê Lê nhá. Cảm ơn các anh em nhiều. Liên quyết thật ra là anh nghĩ họ thua một phần là họ cũng rén quá. Một phần là rén quá và một phần là do cảm giác qua vạ cũng hơi chốc, hơi đuối. Tầm mid game thì tôi thấy là invoker của Kêu là làm được. Bây giờ có xem pin và đó là Ravet luôn, không hề tiếp một chút nào. Ping thẳng luôn Ravet lần hai chúng hai người hết chết game luôn đi Sania và hết game rồi. Đi mọi người. Bye. Thấy chưa? Đi đi đây anh em ạ. Mãi không end được game. Sao? Vừa mới kiểu là trận đấu chưa kết thúc được nọ kia phải không? Không. Tiebreaker thì em biết là